xin mến chào tất cả các bác nhá. Bên em vừa đi hàng đây, đây anh em đang đi ship hàng. Trời khá là nắng anh em nhá. Ok chưa anh em? Thì đây ngày hôm nay em test cho một bác khách. Bác khách này thì cũng đã lấy hàng của bên em rồi. Bác này thì nói chung là anh em rất là tin tưởng anh em nhé. Cọc trước cho bên em là 500 nghìn rồi anh em nhé. Anh Phan Đình Trường. Anh ở đâu? Em xem lại. Anh ở Quảng Bình anh em nhé. Thì Phan Đình Trường, anh ở Đồng Hới Quảng Bình. Và ngày hôm nay thì anh lấy thêm một LT 1600. Trước thì anh lấy cục đẩy 4 kênh 3600 rồi. Đó, và anh lấy đủ bộ của bên em rồi. Đấy. Thì ngày hôm nay anh lấy thêm con LT 1600, con này sau anh có thể chơi súp anh em nhé. Đây, em đang chơi súp anh em nhé. Đang chơi súp, một kênh chơi của quả súp 50 này. Anh thì sau anh nâng cấp lên súp 40 thôi, nhưng mà ngày hôm nay em ghép 50 để đánh cho anh em cùng tham khảo anh em nhé. Đó. Đó, anh em nghe chưa? Lực đó, đánh rung hết những cái thiết bị bên trên. Rung cả cái cửa kính kia anh em nhé. Đây, tiếng phun nhé. Ok chưa? Súp này. Anh em đeo tai nghe anh em sẽ nghe tiếng bịch 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 đúng không? Đó, anh em nghe bịch bịch. Đã đánh con súp 50 này anh em nhé. 40 này thì thoải mái luôn anh em nhé. Con 40 này thì dư sức luôn. Đó, nói chung là với combo này thì khá là chất lượng. Đó. Em có ghép một con nâng tiếng. Con nâng tiếng này là con TD 5000 anh em nhé. Con TD 5000 này thì tiếng rất là hay anh em nhé. Súp của nó có pha anh em nhé. Đây này. Đấy, anh em có sử dụng pha luôn để đồng pha hoặc là anh em nắn pha theo cái loa phun anh em nhé, theo cái loa phun. Nó có thể nắn theo cái loa phun của mình. Đấy, còn đâu nó chỉnh bát chép này, cắt súp, con này cắt súp rất là lực anh em nhé. Cái giá con này chỉ 2 triệu thôi. Đó, anh em đây đang cắt súp đây. Ok, đang đánh quả súp 50 với công suất của 1600 thì con này công suất của nó là 800W một kênh anh em nhé. 800W một kênh, 8 ohm, 4 ohm nó rơi tầm khoảng độ là 1200 đến 1300W anh em nhé. Đó, tiếng rất là êm. Con này thì mỗi một kênh này có thể đánh được một quả súp 50 hoặc mỗi một kênh đánh được một quả súp 40 anh em nhé. Đó, nói chung là tiếng khá hay. Đó. Anh em đánh tiếng phun tiếng rất sáng anh em nhé. Đấy, đang đánh một chiếc loa nằm kìa. Đó, tiếng đã sáng như vậy rồi. Đấy, tiếng đã sáng vậy rồi. Đó, đánh một loa nằm thôi. Đó, vừa đánh phun vừa đánh súp. Cắt cốt qua con cốt này anh em nhé. Đấy, cắt cốt qua con cốt. Đấy, thì anh em có thể tham khảo. Ok chưa? Ok cho anh em. Đó, tiếng rất là lực, chắc gọn. Đó, ok ạ. Xin lỗi anh em. Đấy, anh em nghe tiếng, nếu mà anh em đeo tai nghe thì anh em sẽ nghe tiếng pịch 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 ở cái súp này ra, đánh rất là lực anh em nhé. Cực kỳ lực luôn, cắt súp qua con TD 5000 này thì tiếng của nó khá là hay anh em nhé. Con TD 5000 này thì anh em có thể làm DAC, nó có Bluetooth, có cổng quang để anh em có thể giải mã anh em nhé. Đó. Đó, đánh êm luôn anh em nhé. Còn đánh 40 thì thoải mái, đánh súp 40 thì thoải mái luôn, căng đét luôn anh em nhé. Còn đánh đây em đang chơi hẳn với quả 50 luôn. Đó. Tiếng khá êm. Đó. Ok chưa? Và một điều nữa là cái con LT 1600 này thì chiều sâu của nó, bỏ khi làm anh em bỏ cái tai này ra nhá, thì chiều sâu nó là 40 phân anh em nhá. 40 phân. Một cái chiều sâu rất là hợp lý, rất là vừa phải cho anh em
chơi anh em nhé. Chỉ 40 phân thôi anh em nhé, 40 phân. Thì anh em có thể xem chi tiết về LT1006 này, thì anh em có thể vào website thangcaoaudio.com anh em nhé. Anh em có thể vào website thangcaoaudio.com, anh em có thể vào âm ly cục đẩy, ấn vào đây. Thì giá của nó là 6,2 triệu, bên em sẽ bao ship cho tất cả anh em nhé. Đấy, xem chi tiết được cái nội thất của nó anh em nhé. Chi tiết nội thất luôn. Con này thì cái nguồn của nó rất là lớn, cái nguồn của nó tầm 20 phân cơ. Nguồn cực kỳ lớn anh em nhé. Đây, anh cho anh em xem cái nguồn rất là lớn. Con này thì anh em dùng đấy chưa, anh em nhìn tay em này. Đấy chưa? 20 phân anh em nhé. Để bỏ cái tay ra này. Nó rất là to, nên công suất của nó rất là khủng anh em nhé. Đấy, giá hiện tại là 6,2 triệu bao ship, và anh em có thể mua trả góp hoặc trả sau đều được anh em nhé. Đó, em có rất nhiều video về con này. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho bên em anh em nhé. Chào tất cả anh em, hẹn anh em những video sau. Chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký, đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.